Tin bóng đá tối ngày 9 tháng 10. Ronaldo thắng Messi trong cuộc bình chọn GOAT. OneFootball tổ chức cuộc bầu chọn trực tuyến giữa các danh thủ hàng đầu thế giới trong hơn 2 thập niên qua. Ronaldo và Lionel Messi là hai cầu thủ lọt vào chung kết. Kết quả chung cuộc, CR7 thắng với số phiếu bầu 52% so với 48% của M10. Để tiến đến chung kết, Ronaldo vượt mặt hàng loạt danh thủ như Robert Lewandowski, Thierry Henry và Ronaldo béo. Trong khi Messi cũng đánh bại Gareth Bale, Neymar và Zinedine Zidane. Cư dân mạng nhận định đây là cuộc chiến không cần sức giữa Messi và Ronaldo khi CR7 sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội. Hồi giữa tháng 9, Ronaldo cán mốc 1 tỷ người theo dõi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Chiến thắng trong cuộc vote vừa được tổ chức bởi OneFootball có lẽ giúp Ronaldo được an ủi phần nào về thành tích không tốt của tập thể trên sân cỏ. Ít ra, anh vẫn có thể tự hào bởi lượng fan vô cùng đông đảo trên mạng xã hội. Hiện tại, Ronaldo và Messi đều tập trung ở đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các trận đấu tại Nations League và vòng loại World Cup 2026. Ten Hag đưa ra yêu cầu khó đỡ cho ban lãnh đạo MU. Tương lai của Ten Hag tại Man United đang trở nên bất định sau khởi đầu tệ hại nhất từ trước đến nay của đội bóng tại Premier League. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ và thậm chí còn để mắt đến những chi tiết nhỏ liên quan đến sức khỏe của đội bóng trên và ngoài sân cỏ. Theo tờ The Mail, cựu huấn luyện viên của Ajax đã yêu cầu xây dựng một bức tường khổng lồ trị giá 200.000 bảng để giữ bí mật các buổi tập luyện của ông khỏi những con mắt tò mò và bảo vệ đội bóng tránh khỏi những ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết. Bức tường trắng được lắp đặt cách đây 2 tuần theo yêu cầu của Ten Hag đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, chi phí xây dựng bức tường đã khiến cho nhiều nhân viên câu lạc bộ ngạc nhiên sau khi Ineos đưa ra các biện pháp cắt giảm chi phí nghiêm ngặt, trong đó có tới 250 nhân viên bị sa thải. Jurgen Klopp tái xuất, bến đỗ bất ngờ. Sau hơn 8 năm gắn bó, Jurgen Klopp đã chia tay Liverpool sau mùa 2023-2024. Theo truyền thông Anh và Đức, vị huấn luyện viên 57 tuổi sẽ nghỉ ngơi 1 năm rồi sẽ trở lại với bóng đá. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên Dortmund và Liverpool đã tái xuất sớm hơn dự kiến. Sáng nay theo giờ địa phương, Sky của Đức tiết lộ, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã ký hợp đồng dài hạn với Red Bull. Chiến lược gia người Đức được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull. Theo thỏa thuận, Jurgen Klopp sẽ chịu trách nhiệm ở cấp quản lý chiến lược cho mạng lưới câu lạc bộ quốc tế của Red Bull, tư vấn cho các câu lạc bộ về các vấn đề huấn luyện, triết lý chơi bóng và chuyển nhượng cầu thủ. Không lâu sau khi Sky loan tải thông tin nói trên, Red Bull lập tức ra thông báo xác nhận đã bổ nhiệm Klopp. Về phần mình, huấn luyện viên Klopp đang xác nhận thông tin này. Chiến lược gia người Đức cho biết rất hào hứng vì được tham gia dự án thú vị của Red Bull. Đội tuyển Tây Ban Nha trao trả Nico Williams về câu lạc bộ. Là người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha trong chức vô địch Euro 2024, Nico Williams đương nhiên được triệu tập tham dự loạt trận Nations League vào tháng này. Ngôi sao của Atletic Bilbao cũng như các đồng đội khác đã hội quân ở La Roja gần Madrid, trại huấn luyện của La Roja. Tuy nhiên, Williams đã không vượt qua bài kiểm tra y tế của đội tuyển Tây Ban Nha. Đội ngũ bác sĩ của La Roja đã tư vấn cho ban huấn luyện trả Williams về câu lạc bộ vì không đủ thể lực thi đấu. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau đó xác nhận ngôi sao 22 tuổi đã trở lại Bilbao để điều trị chấn thương. Vắng Williams là tổn thất lớn với Tây Ban Nha, nhưng Nations League thực tế không quá quan trọng. Với các đội bóng lớn như La Roja thì giải đấu này chỉ mang tính chất như đá giao hữu. Williams được xem là tương lai của bóng đá xứ Bỏ Tót. Ngôi sao của Bilbao đã góp công lớn giúp La Roja vô địch Euro lần thứ 4 trong lịch sử. Ở trận đấu chung kết Hạ Anh 2-1 tại Berlin, Williams được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. MAP đoạt danh hiệu cá nhân thứ 4 trong 1 tháng. Trên X hôm qua, Real Madrid xác nhận MAP đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của đội bóng. Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Pháp giành danh hiệu cá nhân này kể từ khi gia nhập Real Madrid theo dạng miễn phí. MAP được vinh danh vì tỏa sáng rực rỡ vào tháng trước. Cụ thể, cựu tiền đạo của AS Monaco và PSG đã ghi 6 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo trong 5 trận đấu trên mọi đấu trường cho Los Blancos. Đáng chú ý, nhờ những show diễn ấn tượng trong tháng 9, nên MAP đã giành được 4 danh hiệu cá nhân. Trước khi đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của Real, MAP đã 3 lần nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau khi thăng hòa trong tháng 9, MAP đã không thể hiện phong độ tốt nhất kể từ khi bước sang tháng 10. Bằng chứng là tiền đạo 25 tuổi tịt ngòi ở 2 trận, thua Lille tại Champions League, thắng Villarreal ở La Liga trước khi loạt FIFA Day diễn ra. PSG muốn nổ bom tấn Lamine Yamal. Thông qua động thái chiêu mộ những tài năng trẻ được săn đón bậc nhất châu Âu, có thể thấy Paris Saint-Germain đã thực hiện một loạt chính sách chuyển nhượng mới, mục tiêu hướng đến tương lai dài hạn. Và theo báo cáo mới nhất từ Fichajes, viên ngọc quý tiếp theo mà PSG muốn thâu tóm là Lamine Yamal, tài năng thuộc biên chế Barcelona. Thời gian gần đây, Yamal đã có cho mình những bước phát triển vượt bậc sau khi góp công lớn vào chức vô địch Euro của đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2024. Chân sút 17 tuổi tiếp tục đóng vai trò chủ chốt ở Barcelona và đang trải qua một mùa giải thực sự ấn tượng. Đến thời điểm hiện tại, Yamal đã bỏ túi tổng cộng 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 9 lần ra sân tại La Liga. Đáng chú ý, nguồn tin trên khẳng định PSG sẵn sàng biến Yamal trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá và dự kiến họ sẽ gửi đến Barcelona một lời đề nghị khổng lồ. Hiện tại, hợp đồng giữa Yamal và Barca chỉ còn thời hạn đến năm 2026. Real chuẩn bị sẵn quà ngày Vinicius giành quả bóng vàng. Vào cuối tháng 10 này, chủ nhân cho danh hiệu quả bóng vàng 2024 sẽ chính thức được lộ diện và các ngôi sao đang tranh thủ thời gian này để ghi điểm trong mắt các chuyên gia. Trong tất cả những ứng viên được đề cử, Vinicius Junior có lẽ là cái tên được đánh giá sáng cửa nhất sau những gì đã thể hiện ở mùa giải trước trong áo Real Madrid. Nếu như điều này trở thành sự thật, Vinicius Junior không chỉ bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá, mà siêu sao người Brazil sẽ tiếp bước các đàn anh tại Los Blancos được vinh danh cho danh hiệu cao quý này. Để có sự chuẩn bị cho sự kiện kể trên, đội bóng Hoàng gia đã lên kế hoạch chuẩn bị một món quà cho siêu sao người Brazil. Cụ thể, theo Relevo, Real Madrid đang hoàn tất các công tác chuẩn bị để ăn mừng danh hiệu quả bóng vàng, dự kiến sẽ được trao cho Vinicius. Đây được xem là một động thái tri ân sau 6 năm cống hiến của cầu thủ 24 tuổi cho những thành công của đội bóng trong quãng thời gian vừa qua. Đụng độ Al Nassr, tân binh MLS, quên trèo kéo De Bruyne. Nguồn tin từ nhà báo Graham Bailey của SITC Football cho biết, San Diego FC đã chuẩn bị kế hoạch nhằm chiêu mộ Kevin De Bruyne trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Sau khi đủ điều kiện thi đấu tại giải nhà người Mỹ MLS, San Diego FC xác định ngôi sao người Bỉ là bản hợp đồng bom tấn đầu tiên. Đầu mùa giải 2024-2025, The Athletic từng đưa tin San Diego FC tiếp cận De Bruyne. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Wolfsburg vẫn rất muốn cống hiến cho Man City. Phía The Citizen trì hoãn quá trình gia hạn hợp đồng khi Kevin De Bruyne thường xuyên dính chấn thương. Từ sau trận chung kết Champions League 2022-2023, đóng góp của Kevin De Bruyne cho đội chủ sân Etihad không còn ổn định như trước. Bản thân tiền vệ sinh năm 1991 cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm thử thách mới. Dù vậy, anh chưa xác định chắc chắn sẽ gia nhập đội bóng nào trong tương lai. Ngoài San Diego FC, Al Nassr cũng tích cực trèo kéo Kevin De Bruyne. Theo Miro, chính Cristiano Ronaldo đã yêu cầu ban lãnh đạo đưa Kevin De Bruyne sang Saudi Pro League. Thậm chí, Al Nassr có thể trả cho tuyển thủ Bỉ mức lương lên đến 1 triệu bảng trên tuần. Man United trực tiếp xem dò Jimmy Llewellyn. Quỷ đỏ đã có một mùa hè 2024 bận rộn với các tân binh chất lượng như Matip Tadic, Nusa Marawi, Manuel Ugarte, Lenny Zorro và Joshua Zirkzee. Ngoại trừ hậu vệ người Maroc, các thương vụ mà họ thực hiện đều dưới 25 tuổi. Ineos muốn xây dựng một đội bóng cho tương lai, tập trung vào những cầu thủ trẻ thay vì những ngôi sao giàu kinh nghiệm và đã thành danh. Khá dễ hiểu khi họ bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ chạy cánh người Đức Jamie Llewellyn. Ngôi sao 23 tuổi đã có khởi đầu mùa giải ấn tượng với Stuttgart và có lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia Đức. Các tuyển trạch viên Quỷ Đỏ đã có mặt trong chiến thắng 5-1 của Stuttgart trước Borussia Dortmund cách đây chưa lâu. Mặc dù Llewellyn không ghi bàn, nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng ở hai cánh. Khi hàng công của Man United đang gặp vấn đề, việc họ nhắm mua một cầu thủ như Llewellyn là hoàn toàn hợp lý